Tôi lưỡi câu bằng dầu. Nó khác với tôi muối. Đây là một chiếc lưỡi câu thủ công ta vừa mới làm xong bằng một thứ thép giống như thép xây dựng thôi. Đấy, từ một chiếc đinh nhỏ. Đấy, làm chưa trau chuốt gì. Bây giờ muốn tôi cho nó cứng hơn. Theo cách tôi muối thì nó rất cứng, bề mặt nó cứng. Nhưng tính chất của nó khác ở chỗ là nó lại giòn. Nghĩa là nếu có một sức cái lực căng nhất định nó sẽ chỉ có thể gãy chứ nó không quằn. Tôi bằng dầu thì nó sẽ cứng nhưng nó lại dẻo. Nó chỉ có thể quằn chứ nó lại không gãy. Đấy, đây là cách tôi dầu. Trước hết ta lại bật bếp ga lên. Hai công đoạn của nó, ta chuẩn bị một cái cốc nước này. Ở trên là dầu, với cái lưỡi câu nhỏ như thế này thì cái lớp dầu ở trên tôi cho 1 cm. Ở dưới là nước. Nước lã ở nhiệt độ thường. Và ta nung cái lưỡi câu lên. Cũng chủ yếu là cái phần lưỡi của nó, phần thân, phần lưỡi. Nung cho nó đỏ. Nó đỏ trong lên như thế này. Và ta thả nhanh vào đây. Nó được làm lạnh 2 lần. Một lần đi qua dầu và một lần đi qua nước. Thế và bây giờ ta lấy cái lưỡi câu ra. Lau sạch nó đi. Màu sắc của nó là khác hẳn so với lúc chưa tôi rồi. Cái tôi muối thì nó trắng xóa ra. Nhưng cái tôi dầu này thì nó đen. Nó đen cái lưỡi câu lại. Và đây chính là lúc ta bắt đầu đánh bóng và mài lưỡi. Nó sẽ rất bóng. Khi đánh thì nó sẽ rất bóng, rất đẹp. Còn đẹp hơn cái lưỡi câu muối. Lưỡi câu muối đánh bóng xong nó trắng. Cái lưỡi câu dầu này bây giờ ta đánh bóng thì nó có một cái màu đen rất đẹp, đen xanh, và nó cũng sẽ rất sắc, sắc và nó có một cái độ dẻo nhất định. Đây là cách tôi dầu, thấy rất đơn giản, nhưng về mặt kỹ thuật nó tốt hay xấu thì hoàn toàn vào kinh nghiệm của người làm là chủ yếu, chứ còn công đoạn của nó thì cực kỳ là đơn giản, ai cũng làm được. Và nó có cái công đoạn này, nó có sau cái công đoạn cái việc tôi dầu này, nó có sau cái tôi muối rất nhiều. Cái tôi muối thì hàng ngàn năm trước người ta đã biết làm như vậy rồi. Thế còn cái tôi dầu này thì mới có thôi. Đấy. Chúc các bạn thành công, nó cũng đơn giản.